mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn. Đó là một cái mẫu đồng nửa mặt nhé. Thì với những cái không gian của người Việt Nam mình ấy, thì đa số là các cái mẫu đồng nửa mặt này thì bao giờ cũng sẽ dễ là được chọn lựa nhất. Đó, thì là tại vì cái kích thước nó cũng là tương đối, nó sẽ phù hợp với các cái không gian của các cái mẫu nhà của người Việt Nam. Thì chỉ có một vài các cái mẫu, ví dụ như các bạn muốn treo homestay này, nhà hàng, khách sạn này thì sẽ treo những mẫu đầu cổ dài thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn mặt bằng chung thì với những cái mẫu mà của gia đình, của cửa hàng tóc vân vân, hoặc là của mẫu quán cà phê, thì đại đa số khách hàng của mình đều chọn lựa những cái mẫu dòng nửa mặt như thế này. Đó, thì tùy thuộc vào cái không gian mà các bạn muốn trưng bày, có muốn to hơn hay muốn nhỏ hơn thì các bạn có thể chọn lựa những mẫu to hơn hoặc nhỏ hơn nhé. Mình có rất là nhiều mẫu thì là cam kết sườn thật da thật 100%. Đó, cảm ơn các bạn.